Xin chào mọi người. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Tôi lại có cơ hội kết nối với mọi người thông qua micro này. Và tôi biết mọi người hiện thời đang trong tình trạng kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất sau trận chiến vừa qua. Vẫn còn đang chìm trong sự dày vò dằn vặt vì không chịu nổi những tác động do âm thanh từ cuộc chiến ấy. Một số ước gì mình đã chưa từng được tham gia. Một số chỉ mong mình chết đi để thoát khỏi sự đau đớn dày vò. Tôi biết cảm giác đó. Nhưng nếu ta không vào địa ngục thì không một ai vào địa ngục cả. Chúng ta đã có một cơ hội mà ông trời đã ban cho, đó là được sống, được tự do đấu tranh vì những điều mình muốn. Và chúng ta đã thử, chúng ta đã chọn đi về phía ánh sáng đó để được hít thở bầu không khí, bơi trong nó và sống như chưa từng được sống. Hãy nhớ rằng, cái gì không giết được ta thì chỉ có thể làm cho ta mạnh mẽ hơn. Và tôi ở đây để cho các bạn biết một điều: hãy bùng cháy như chưa bao giờ được cháy. Hãy tiếp tục những điều con tim mách bảo bạn phải làm. Bởi hôm nay, ta sẽ sống, không tiếc nuối và không một ai có thể cản được đường của chúng ta ngoài trừ ông trời.